Hello, xin chào tất cả các bạn. Thì mình là Bằng và đây là Phượng. Hello, chào tất cả mọi người, mình là Phượng. Bọn mình đến từ Mia Camp Việt Nam Hải Phòng và hôm nay Bằng và mình sẽ hướng dẫn các bạn bài tập Play số 17 và Bằng sẽ hướng dẫn các bạn. Và đầu tiên thì với bài này thì chúng ta sẽ vòng qua chai như thế này và đáp phần tin này còn lại lên. Đó. Khi mà đến đây chúng ta sẽ không bắt ngược lại ngay mà chúng ta sẽ đáp qua mặt rồi bắt. Sau đó chúng ta sẽ thả trên tay như thế này và đến u bàn tay chúng ta sẽ hất lên và cắm vào tin. Ok, mình và Phượng sẽ làm nhanh. Okay, bắt đầu. Ok, lại lần nữa nha. Lại một lần nữa. Rồi, ok. Đây là kết thúc bài 17. Cảm ơn các bạn. Hẹn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Cứ tự nhiên nhé.